Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu. Con này nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghệ nhân màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 675. Kinh Thâm Mật Giải Thoát quyển 4, phẩm 9. Thánh giả Bồ Tát Di Lặc thưa hỏi phần 2. Bồ Tát Di Lặc thưa Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát hiện được quả thù thắng vi diệu? Đức Phật nói: Đại Di Lặc, nếu Bồ Tát có khả năng biết như thật sáu pháp thì người ấy đạt được quả Bồ Tát vi diệu. Những gì là sáu? Đó là: một, khai biết tâm sinh; hai, khai biết tâm trụ; ba, khai biết tâm khởi; bốn, khai biết pháp lai; năm, khai biết pháp lành tăng trưởng; sáu, khai biết phương tiện khéo léo. Này Di Lặc, thế nào là Bồ Tát khai biết tâm sinh? Này Di Lặc, nếu Bồ Tát biết 16 loại tâm sinh, nghĩa là không hay, không biết, không động, khí, thế gian, thức. Ví như A Đà Na thức nắm lấy đủ các tướng quán thức, ví như nhất thời nắm lấy sắc, có thể nắm lấy cảnh giới không phân biệt. Ý thức biết sắc trong ngoài, trong khoảng một niệm nhập vào vô lượng tâm muội, thấy vô lượng cõi Phật, thấy vô lượng chư Phật. Này Di Lặc, tướng nhỏ quán tương ưng thức, ví như tướng cõi dục tương ưng thức. Này Di Lặc, tướng lớn quán tương ưng thức, ví như tiếng cõi sắc tương ưng thức. Này Di Lặc, tướng vô lượng quán tương ưng thức, ví như tất cả hư không, tất cả tướng thức tương ưng thức. Này Di Lặc, tướng rất nhỏ quán tương ưng thức, ví như tướng nhỏ tương ưng thức. Này Di Lặc, tướng rộng thấp quán tương ưng thức, ví như phi tưởng phi phi tưởng tương ưng thức. Này Di Lặc, tướng vô cùng nhỏ quán tương ưng thức, ví như tướng xuất thế gian tương ưng thức. Này Di Lặc, tướng khổ quán tương ưng thức, ví như ác đạo thức. Này Di Lặc, tướng tạp tướng thọ quán tương ưng thức, ví như cõi dục thức. Này Di Lặc, tướng vui quán tương ưng thức, ví như sơ thiền nhị thiền thức. Này Di Lặc, tướng ưa thích quán tương ưng thức, ví như đệ tâm thiền thức. Này Di Lặc, tướng không khổ không vui quán tương thức, ví như đệ tứ thiền cho đến phi tưởng phi phi tưởng thức. Này Di Lặc, tướng nhiễm quán tương thức, ví như nhiễm phiền não tùy thuận phiền não thức. Này Di Lặc, tướng pháp lành quán tương thức, ví như tu hành tính tương thức. Này Di Lặc, tướng vô ký quán tương thức, ví như xa lìa hai pháp thức ấy. Này Di Lặc, đó gọi là Bồ Tát biết các pháp sinh. Này Di Lặc, thế nào là Bồ Tát biết như thật các pháp trụ? Này Di Lặc, nếu Bồ Tát có khả năng biết như thật thì chỉ là thể của thức, đó gọi là Bồ Tát biết các pháp trụ. Này Di Lặc, thế nào là Bồ Tát có biết các pháp khởi? Này Di Lặc, nếu Bồ Tát có khả năng biết như thật hai thứ tướng phiền não trói buộc, biết điều đó rồi liền suy nghĩ bỏ pháp ấy. Này Di Lặc, Bồ Tát như vậy là khéo biết các pháp khởi. Này Di Lặc, thế nào là Bồ Tát khéo biết pháp lai? Này Di Lặc, nếu Bồ Tát khéo biết phiền não ấy đối trị tâm tăng trưởng, biết các pháp tăng trưởng rồi thì gọi là Bồ Tát khéo biết pháp tăng trưởng của ta. Này Di Lặc, thế nào là Bồ Tát khéo biết pháp các pháp hạ? Này Di Lặc, nếu Bồ Tát biết đối trị pháp ấy, tức phiền não nhiễm tâm hạ an ổn, tâm hạ tổn, khéo biết các pháp tổn. Này Di Lặc, đó là Bồ Tát khéo biết các pháp hạ. Này Di Lặc, thế nào là Bồ Tát khéo biết phương tiện khéo léo? Này Di Lặc, nếu Bồ Tát quan sát chỗ tất cả nhập nhân hơn cả giải thoát. Này Di Lặc, đó là gọi là Bồ Tát khéo biết phương tiện khéo léo. Này Di Lặc, là Bồ Tát khéo biết như vậy tu hành hạnh Bồ Tát thì có khả năng đạt được quả Bồ Tát tối thắng vi diệu. Tất cả Bồ Tát ở quá khứ cũng như vậy, tất cả Bồ Tát ở vị lai cũng như vậy, tất cả Bồ Tát hiện tại cũng như vậy, tu hành hạnh Bồ Tát thì được quả Bồ Tát vi diệu. Bồ Tát Di Lặc thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói trong cảnh giới vô dư niết bàn, tất cả thọ diệt hết không còn gì. Bạch Thế Tôn, thế nào là thọ tướng mà nói rằng tất cả thọ tướng diệt? Đức Phật nói: Này Di Lặc, lược nói có hai thứ thọ diệt, đó là kiến thân thọ tướng diệt, thọ cảnh giới và quả ấy thọ tướng diệt. Này Di Lặc, thân thọ tướng diệt là nên biết có bốn thứ thọ: một, nương vào sắc thọ tướng; hai, nương vào phi sắc thọ tướng; ba, thành tựu quả thọ tướng; bốn, không thành tựu quả thọ tướng.
Này Di Lặc, thành tựu quả thọ tướng là hiện tiền thọ tướng, pháp thành tựu quả thọ tướng là thọ nhân đời vị lai. Cảnh giới của quả báo thọ tướng cũng có bốn thứ, đó là trụ trì thọ tướng, tư sinh thọ tướng, dụng thọ tướng và đối thọ tướng. Này Di Lặc, trong cảnh giới hữu dư niết bàn chẳng phải thành tựu thọ tướng quả, minh xuất thọ tướng thọ, thế nên đương vào đó đối với tất cả thọ tướng chưa diệt do có thừa thọ tướng. Này Di Lặc, thành tựu quả tướng thọ tướng tất cả thứ hai thọ tướng diệt đó chỉ có minh xuất thọ tướng thọ. Trong cảnh giới vô dư niết bàn tự ấy cũng diệt, vì trong vô dư niết bàn không có minh xuất tướng, thế nên ta nói trong vô dư niết bàn diệt tất cả thọ tướng. Lúc đó Đức Thế Tôn khen Đại Bồ Tát Di Lặc: hay thay, hay thay, này Di Lặc, ông nương vào sự tu hành như thật nên mới hỏi Thế Tôn về hành tướng thanh tịnh đầy đủ của Bồ Tát. Này Di Lặc, đúng, ông đối với pháp tu hành như thật khéo học đầy đủ cho nên mới hỏi ta về hành pháp như thật. Này Di Lặc, nên biết ta cũng đã khéo nói pháp tu hành thanh tịnh đầy đủ của Bồ Tát. Này Di Lặc, chư Phật quá khứ cũng nói như vậy, chư Phật vị lai cũng nói như thế, chư Phật hiện tại cũng nói như vậy, các thị nam đời quá khứ, vị lai và hiện tại cũng hỏi như vậy. Thế nên các thị nam thị nữ phải nên hết lòng thực hành hạnh Bồ Tát. Đức Thế Tôn liền nói kệ: trong hành nói pháp lành, pháp nói pháp này, nếu người không buông lung, người trí nghĩ chân chánh hay được đạo vô thượng, nếu người nắm pháp tướng vốn được thể pháp ấy, lìa hẳn như thật đó, không địa bất tương ưng, thấy là tánh chúng sinh, lợi chúng sinh dụng ảnh, được tướng không dính mắt, tất cả suốt thế gian vì muốn cầu thuyết pháp, người ấy lại được pháp, được pháp bảo vô giá, khất cầu hành thế gian và tất các lý luận, nên tấn hành kiên cố vì lợi ích chúng sinh, tu hành thật hạnh này. Đại Bồ Tát Di Lặc bạch mà Thế Tôn trong kinh Thâm Mật Giả Thoát này nên gọi pháp môn đó là gì, phụng trì ra sao? Đức Phật nói: Đại Di Lặc, pháp môn này tên là tu hành liễu nghĩa tu đa la như thật, ông nên phụng trì. Khi Đức Phật nói về tu hành liễu nghĩa tu đa la như thật này, có 6.000 chúng sinh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, 3.000 thanh văn xe liệt trọng cấu được pháp nhãn thanh tịnh, 10.000 5.000 thanh văn lìa các lậu hoặc tâm được giải thoát, 7.000 5.000 bồ tát được quán thành tựu tu hành như thật của đại thừa. Phẩm 10 thánh giả bồ tát quán thế tự tại thưa hỏi: khi thánh giả bồ tát quán tự tại, bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã vì các bồ tát nói sự sai biệt của 10 địa như hoan hỷ địa, ly khấu địa, quang minh địa, diệm địa, đăng thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiền tuệ địa, pháp phân địa, thứ 11 là Phật địa. Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu thứ thanh tịnh giúp các địa này, có bao nhiêu phần? Đức Phật nói: này quán thế tự tại, có 4 thứ thanh tịnh, 11 phần giúp các địa này, nên biết như thế. Này quán thế tự tại, tăng thượng thanh tịnh giúp địa thứ nhất, tăng thượng giới thanh tịnh giúp địa thứ hai, tăng thượng tâm thanh tịnh giúp địa thứ ba, tăng thượng tuệ thanh tịnh giúp địa thứ tư cho đến thường thường thánh diệu, sau địa thứ tư cho đến Phật địa. Này quán thế tự tại, nên biết đó là 4 thứ thanh tịnh giúp các địa. Này quán thế tự tại, nghĩa thế nào là 11 phần giúp nghĩa các địa? Này quán thế tự tại, từ lúc Bồ Tát khởi tính hành địa tu hành 10 thứ tính tâm, có khả năng khéo suy nghĩ Bồ Tát thừa, việc tu hành tính hành địa vượt hơn tính địa ấy, nhập vào địa, vào định tụ đầy đủ phần ấy. Này quán thế tự tại, các Bồ Tát đó tuy đầy đủ các phần ấy, nhưng trong hành vi tế không có khả năng tu hành như thật, nên các Bồ Tát đó chưa đầy đủ các phần đó, vì muốn đầy đủ cho nên tinh tấn mong cầu được phần đầy đủ. Tuy đầy đủ phần ấy nhưng vẫn không thể đầy đủ thế gian tam muội tam ma bạc đề như thật, và chưa đầy đủ văn trì đà la ni. Cái Bồ Tát này không đầy đủ phần ấy vì muốn đầy đủ cho nên tu hành tinh tấn tìm cầu chứng đắc phần đầy đủ ấy. Tuy đầy đủ phần ấy như Bồ Đề phần, nhưng vẫn chưa thể tu hành như thật, ta không thể xả bỏ tam muội ái pháp. Cái Bồ Tát không thể đầy đủ phần ấy vì muốn đầy đủ cho nên tu hành tinh tấn tìm cầu được đầy đủ phần ấy. Tuy đầy đủ phần ấy nhưng vẫn không thể quán xét như thật tất cả các đế, cũng không thể xả bỏ phương tiện để giúp tu Bồ Đề phần niết bàn.
thế gian nhất thiết nhất hướng hiện tiền, nhất hướng không hiện tiền, các bồ tát ấy không thể đầy đủ phần đó, vì muốn đầy đủ cho nên tu hành tinh tấn tìm cầu cho đắc đầy đủ phần ấy. Tuy đầy đủ phần ấy nhưng vẫn không thể biết như thật. Các sinh tử thế gian hiện tại thấy tu hành do tướng chánh niệm không có khả năng tu nhiều, các bồ tát này không thể đầy đủ phần ấy, vì muốn đầy đủ cho nên tu hành tinh tấn tìm cầu cho đắc đầy đủ phần ấy. Tuy đầy đủ phần ấy nhưng vẫn không thể biết như thật, vô gián bất đoạn, vô tướng chánh niệm không có khả năng tu thì tu nhiều, các bồ tát này không đầy đủ phần ấy, vì muốn đầy đủ nên tu hành tinh tấn tìm cầu cho đắc đầy đủ phần ấy. Tuy đầy đủ phần ấy nhưng vẫn không thể xả bỏ hạnh vô tướng tự nhiên mà thực hành hạnh vô tướng không được tự tại, các bồ tát này không đầy đủ phần ấy, vì muốn đầy đủ cho nên tu hành tinh tấn tìm cầu đủ đầy đủ phần ấy. Tuy đầy đủ phần ấy nhưng vẫn không thể đối với các tướng của đủ loại danh từ vô ngại mà nói tất cả các pháp và không có khả năng nói pháp tự tại, các bồ tát này không đầy đủ phần ấy, vì muốn đầy đủ cho nên tu hành tinh tấn tìm cầu vô đắc đầy đủ phần ấy. Tuy đầy đủ phần ấy nhưng không thể đầy đủ pháp thân và không có khả năng được thọ lạc pháp thân, các bồ tát này không đầy đủ phần ấy, vì muốn đầy đủ cho nên tu hành tinh tấn tìm cầu cho đắc đầy đủ phần ấy. Tuy đầy đủ phần ấy nhưng không thể được ở trong tất cả cảnh giới tướng không chướng không ngại đầy đủ trí tuệ, các bồ tát không đầy đủ phần ấy, vì muốn đầy đủ cho nên tu hành tinh tấn tìm cầu cho đắc đầy đủ phần ấy. Được đầy đủ phần ấy rồi gọi là đầy đủ tất cả bồ đề phần, được đầy đủ bồ đề phần thì gọi là Phật. Này Quán Thế Tự Tại, nên biết 11 phần như vậy nhiếp các địa. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có gì Thế Tôn nói địa thứ nhất là Hoan Hỷ Địa, cho đến Phật Địa gọi là Phật Địa. Đức Phật nói: Này Quán Thế Tự Tại, Bồ Tát ban đầu lìa sinh tử, được lợi lớn suốt thế gian, được thành tịnh thù thắng, vi diệu hoan hỷ, phấn khởi. Thế nên địa thứ nhất gọi là Hoan Hỷ Địa. Xa lìa tất cả những cái nhỏ nhất chướng ngại phá giới, thế nên thứ hai gọi là Ly Cấu Địa, nương vào ánh sáng trí tuệ vô lượng chiếu rạng rồi các ấp Tam Muội và Văn Trị Đà Lăng Ni mà đạt được sự tự tại phóng ánh sáng. Thế nên thứ ba gọi là Quang Minh Địa, lửa trí hừng hực đốt sạch phiền não tập cấu của Bồ Đề Phần. Thế nên thứ tư gọi là Diệm Địa, khó vượt nhưng đã vượt qua phương tiện tu hành Bồ Đề Phần đó. Thế nên thứ năm gọi là Năng Thắng Địa, chánh niệm tư duy các hành hữu vi, hiện tiền chứng biết các pháp vô tướng. Thế nên thứ sáu gọi là Hiện Tiền Địa, không gián không đoạn vô tướng chánh niệm từ xa đã nhập hành với diệu gần với thâm tịnh địa. Thế nên thứ bảy gọi là Viễn Hành Địa, không có cái tướng tu hành tự nhiên không thể lay động. Thế nên thứ tám gọi là Bất Động Địa, nói tất cả pháp, tất cả các loại trí vô ngại tự tại, được trí to lớn, kẻ khác không thể hàng phục. Thế nên thứ chín gọi là Thiền Tuệ Địa, thân chúng sinh phiền não lỗi lầm như hư không, pháp thân Như Lai cũng giống như đám mây lớn che mắt cõi chúng sinh, hiện ra nói pháp. Thế nên thứ mười gọi là Pháp Vấn Địa, lìa tất cả vô minh tập khí nhỏ nhất, lìa tất cả cảnh giới tập khí trí chướng không chướng không ngại, tự tại trong tất cả pháp. Thế nên thứ mười gọi, mười một gọi là Phật Địa. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cái địa này có bao nhiêu thứ vô minh, có bao nhiêu thứ chướng đối? Đức Phật nói: Này Quán Thế Tự Tại, có 22 thứ vô minh, 12, 11 thứ chướng đối. Này Quán Thế Tự Tại, đối với địa thứ nhất, dính mắc vào nhân ngã, pháp ngã vô minh và ác đạo phần phiền não nhiễm tướng vô minh, mê muội chìm đắm trong hai con đường ấy, cho nên gọi là chướng. Đối với địa thứ hai, loại vi tế vô minh và các nghiệp đạo vô minh, mê muội chìm đắm vào hai con đường đó, cho nên gọi là chướng. Đối với địa thứ ba, muốn cầu pháp vô minh, muốn đầy đủ phân truyền đã là nơi vô minh, mê muội chìm đắm vào hai con đường đó, cho nên gọi là chướng. Đối với địa thứ tư, yêu thích tam ma bạc đề vô minh và yêu thích pháp vô minh, mê muội chìm đắm vào hai con đường đó, cho nên gọi là chướng. Đối với địa thứ năm, đối với thế gian chánh niệm suy nghĩ chẳng phải hướng nhất hướng trái với thế gian, chẳng phải nhất hướng hiện thế gian vô minh. Đối với niết bàn chánh niệm suy nghĩ chẳng phải nhất hướng trái với niết bàn, chẳng phải nhất hướng thú niết bàn vô minh, mê muội chìm đắm hai con đường đó, cho nên gọi là chướng. Đối với địa thứ sáu, không biết như thật hành hữu vi hiện tiền vô minh, thức tập nhiều tướng vô minh,
Nam mô chìm đắm hai con đường đó cho nên gọi là chướng. Đối với địa thứ bảy, tướng hành vi tế vô minh, nhất hướng suy nghĩ phương tiện vô minh, mê muội chìm đắm vào hai con đường đó cho nên gọi là chướng. Đối với địa thứ tám, không tự nhiên, không tướng vô minh, cái tướng không được tự tại vô minh, mê muội chìm đắm vào hai con đường đó cho nên gọi là chướng. Đối với địa thứ chín, pháp nói pháp vô lượng, danh cứu vô lượng, trí tuệ vui nói tối thượng, đà la ni vô minh, nhà thuyết biện tài tự tại cho minh, mê muội chìm đắm vào hai con đường đó cho nên gọi là chướng. Đối với địa thứ 10, đại thông vô minh, nhập vào quý mật vi tế vô minh, mê muội chìm đắm vào hai con đường đó cho nên gọi là chướng. Đối với Phật địa, tất cả cảnh giới cực vi tế vô minh, tha chướng vô minh, mê muội chìm đắm vào hai con đường đó cho nên gọi là chướng. Này quán thế tự tại, đó gọi là 22 thứ vô minh, 11 thứ chướng, nói các địa sai biệt. Này quán thế tự tại, dân bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không tương ưng với các pháp này. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại khen ngợi: thật hiếm có bậc Thế Tôn, vô thượng chánh đẳng chánh giác là lợi lớn quả lớn, các Bồ Tát và các đức lưới lớn vô minh chìm đắm cũng như tất cả rừng rậm giả dối đối ngại mới chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại thưa bậc Thế Tôn, Thế Tôn nói cái địa này có bao nhiêu việc thù thắng? Phật nói: này Quán Thế Tự Tại, có 8 thứ thanh tịnh: 1. Tâm ngay thẳng thanh tịnh, 2. Lòng lành thanh tịnh, 3. Lòng thương xót thanh tịnh, 4. Đã bị ngạn thanh tịnh, 5. Thấy chư Phật cúng dường thanh tịnh, 6. Giáo hóa chúng sinh thanh tịnh, 7. Sinh thanh tịnh, 8. Xuất thanh tịnh. Này Quán Thế Tự Tại, đối với địa thứ nhất, từ tâm ngay thẳng thanh tịnh cho đến xuất thanh tịnh là có thường thượng địa cho đến Phật địa. Cũng tâm ngay thẳng thanh tịnh, xuất thanh tịnh, cực thanh tịnh, tăng thượng thanh tịnh nên biết như thế. Này Quán Thế Tự Tại, trừ Phật địa sinh thanh tịnh nghĩa là các công đức địa thứ nhất của các địa tiếp theo cho đến thường thượng địa, thì công đức của địa thứ nhất ấy bình đẳng, không sai biệt, không sai khác. Nhưng trong từng địa có công đức thù thắng nên biết như thế. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Phật: bạch Thế Tôn, có gì Đức Thế Tôn nói trong tất cả các sinh, các đại Bồ Tát sinh là tối thắng? Đức Phật nói: này Quán Thế Tự Tại, có bốn pháp, đó là: 1. Khéo tập hợp các căn lành thanh tịnh, 2. Được nội tâm phương tiện, 3. Khỏi đại từ bi có độ các chúng sinh, 4. Chính mình không dính mắc và cũng có khả năng khiến cho tất cả chúng sinh không dính mắc. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại thưa bạch Thế Tôn, có gì Đức Thế Tôn nói các Bồ Tát có khả năng phát tất cả diệu nguyện, thắng nguyện, thù thắng, lực nguyện? Đức Phật nói: này Quán Thế Tự Tại, có bốn pháp. 1. Bồ Tát có khả năng biết như thật cái vui niết bàn phi diệu, mau chóng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. 2. Là có thể xả bỏ sự mau chóng chứng được hạnh vui bồ đề thắng diệu. 3. Không vì báo ân mà phát đại tâm. 4. Vì lợi ích chúng sinh trong sáu đường mà nhiều kiếp chịu mọi khổ não. Này Quán Thế Tự Tại, cho nên ta nói các đại Bồ Tát diệu nguyện, thắng nguyện, thù thắng, lực nguyện. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật: và Thế Tôn, đại Bồ Tát có bao nhiêu thứ việc phải học? Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Tự Tại: này Quán Thế Tự Tại, việc học của Bồ Tát có 6, đó là: 1. Bố thí ba la mật, 2. Địa giới ba la mật, 3. Nhẫn nhục ba la mật, 4. Tinh tấn ba la mật, 5. Thiền định ba la mật, 6. Trí tuệ ba la mật. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật: bạch Thế Tôn, 6 thứ học này có bao nhiêu tăng thượng giới học, bao nhiêu tăng thượng tâm học, bao nhiêu tăng thượng tuệ học? Đức Phật nói: này Quán Thế Tự Tại, ba pháp học đầu là bố thí ba la mật, địa giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật là tăng thượng giới học, thiền định ba la mật là tăng thượng tâm học, trí tuệ ba la mật là tăng thượng tuệ học, tinh tấn ba la mật có mặt khắp cả các ba la mật. Này Quán Thế Tự Tại, nên biết ba thứ tăng thượng nhiếp sáu thứ việc phải học. Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật: bạch Thế Tôn, sáu pháp tu hành này có bao nhiêu công đức trang nghiêm, bao nhiêu trí tuệ trang nghiêm? Đức Phật nói: này Quán Thế Tự Tại, tăng thượng học giới là công đức trang nghiêm, tăng thượng tuệ học là trí tuệ trang nghiêm, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật có khắp các ba la mật nên biết như thế.
Bồ Tát Quán Thế Tự Tại, bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát học các học này? Đức Phật nói này, Quán Thế Tự Tại có năm cách quán pháp để học về các học này. Những gì là năm? Nghĩa là nương vào các ba la mật mà nói pháp, nương vào Bồ Tát tạng từ đầu cho đến tính tâm. Là có 10 thứ pháp hạnh, tu hành, văn, tư, tu, tuệ, trí như thật, đạt được các tâm bồ đề, gần kề bản lành, tu hành tất cả các căn lành không dứt. Để Quán Thế Tự Tại để biết đây gọi là Bồ Tát học các cái việc phải học. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, cái việc phải học này cớ gì nói là 6 thứ số? Đức Phật nói này Quán Thế Tự Tại có hai nghĩa, những gì là hai? Một, nắm bắt lấy tất cả chúng sinh. Hai, đối trị các chướng. Này Quán Thế Tự Tại, ba thứ học nắm bắt lợi ích chúng sinh, ba thứ học để đối trị các chướng. Này Quán Thế Tự Tại, Bồ Tát tu hành về Bồ Thí Ba La Mật đem lợi ích tư sinh nắm bắt chúng sinh. Bồ Tát tu hành giới Ba La Mật không não không hại, đem vô ý thí nắm bắt chúng sinh. Bồ Tát tu hành nhẫn nhục Ba La Mật, lấy tâm không báo oán nắm bắt chúng sinh. Này Quán Thế Tự Tại, đem ba học này mà nắm bắt chúng sinh. Này Quán Thế Tự Tại, Bồ Tát tu hành tu nắm Ba La Mật làm chuyển động các phiền não, sát hại các sở, trong phần tu hành không bị phiền não làm động. Bồ Tát tu hành thiện Ba La Mật trói chặt các phiền não. Bồ Tát tu hành trí tuệ Ba La Mật các đức tất cả sở. Này Quán Thế Tự Tại, ba thứ Ba La Mật này đối trị sở trị phiền não. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, có gì Đức Thế Tôn nói ngoài bốn Ba La Mật chỉ có bốn số? Đức Phật nói này Quán Thế Tự Tại, muốn thành tựu số Ba La Mật bạn cho nên nói có bốn Ba La Mật khác. Này Quán Thế Tự Tại, Bồ Tát có ba Ba La Mật nắm bắt chúng sinh, việc đó phải có phương sự phương tiện để nắm bắt chúng sinh đặt vào trong pháp lành. Thế nên ta nói phương tiện Ba La Mật cùng với ba la mật kia là bạn. Này Quán Thế Tự Tại, Bồ Tát hiện thân đưa vào nhiều phiền não mà loạn tâm ấy không thể tu hành các pháp như thật, nhưng lại tinh vui ít hành ít pháp, tâm ngay thẳng mộng minh, không thể nắm lấy sự chánh định trong tâm, nghe Bồ Tát tạng như để nghe mà xem, chứ không thể nhập định, không thể khỏi trí xuất thế gian, chỉ thu một ít phần công đức về tướng trí tuệ trang nghiêm, nương vào ít phần trí tuệ trang nghiêm đó là mỏng dần phiền não ở vị lai, mà khởi nguyện Bồ Tát tu hành nguyện Ba La Mật này để đời vị lai là mỏng các phiền não, có khả năng thành tựu trong tấn Ba La Mật. Thế nên ta nói nguyện Ba La Mật cùng làm bạn với trong tấn Ba La Mật. Này Quán Thế Tự Tại, Bồ Tát cần bổ giới bạn lành tri thức cho nên nghe được chánh pháp, có khả năng suy nghĩ mà như thật, tùy thuận tu hành như thật, chuyển tâm mỏng manh, tăng trưởng sức lành đối với pháp giới chân như được sức tăng thượng, đó là Bồ Tát lực Ba La Mật định như định được nội tâm. Thế nên ta nói lực Ba La Mật cũng làm bạn giới thiền Ba La Mật. Này Quán Thế Tự Tại, Bồ Tát đưa vào Bồ Tát tạng xét chân chánh văn tuệ tu thiền Ba La Mật, đó là Bồ Tát trí Ba La Mật. Bồ Tát này nương vào trí Ba La Mật để có khả năng phát sinh trí tuệ Ba La Mật xuất thế. Thế nên ta nói trí Ba La Mật cùng làm bạn với trí tuệ Ba La Mật. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, cớ gì Đức Thế Tôn nói sáu Ba La Mật thứ lớp như vậy? Đức Phật nói này Quán Thế Tự Tại, nương trước sau thường thường chuyển thắng. Này Quán Thế Tự Tại, Bồ Tát xa lìa thọ dụng của lòng ham muốn, thọ trì giới trong sạch, thọ trì trong sạch giới rồi, có khả năng nhịn nhục các ác, có khả năng nhịn nhục các ác rồi thì có khả năng sáng suốt tiến tới, có khả năng thành tựu sẽ sáng suốt tiến tới rồi thì có thể nhập vào các thiền, có khả năng nhập vào các thiền rồi thì có khả năng được trí tuệ suốt thế gian. Này Quán Thế Tự Tại, thế nên ta nói sáu Ba La Mật thứ lớp là như vậy, phải nên biết như thế. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói các Ba La Mật mỗi thứ có bao nhiêu sai biệt? Đức Phật nói này Quán Thế Tự Tại, các Ba La Mật mỗi thứ có ba sai biệt. Này Quán Thế Tự Tại, bố thí Ba La Mật có ba thứ là bố thí pháp, bố thí của cải và bố thí và bố sự không sợ hãi. Giới Ba La Mật có ba thứ: giới lìa các ác, hành giới, tu các hành lành giới, lợi cho cõi chúng sinh. Nhẫn nhục Ba La Mật có ba thứ: nhẫn các ác nhẫn, nhẫn các khổ nhẫn, nhẫn các pháp nhẫn. Tinh tấn Ba La Mật có ba thứ: tinh tấn phát khởi, tinh tấn tu hành pháp lành, tinh tấn vì lợi ích chúng sinh.
Thiền Ba La Mật có ba thứ: không phân biệt vắng lặng, cực vắng lặng, đối trị phiền não. Thọ vui mà hành thiền, khỏi các công đức mà hành thiền, khỏi lỡ chúng sinh mà hành thiền. Trí tuệ Ba La Mật có ba thứ: xét xem thế đế bằng trí tuệ, xét xem đệ nhất nghĩa bằng trí tuệ, xét xem lỡ chúng sinh bằng trí tuệ. Này Quán Thế Tự Tại, đấy là các pháp Ba La Mật, mọi pháp đều có ba thứ sai biệt. Nên biết như thế, Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, vì nghĩa gì nói các Ba La Mật là Ba La Mật? Đức Phật nói: Này Quán Thế Tự Tại, có năm loại nghĩa gọi là Ba La Mật, đó là không chìm đắm, không hy vọng, không lỗi lầm, không phân biệt và hồi hướng. Này Quán Thế Tự Tại, không chìm đắm là không dính mắc vào các việc trái với Ba La Mật, không hy vọng là đối với các Ba La Mật lãnh nhận và chịu sự quả báo trong báo ân, không có tâm mong cầu. Không lỗi lầm là xa lìa các Ba La Mật, không có pháp phương tiện tạp nhiễm. Không phân biệt là trong các Ba La Mật không như đã nghe mà dính mắc tự tướng. Hồi hướng là đem những gì đã tu tập, đã làm về các Ba La Mật hồi hướng về quả đại Bồ Đề. Này Bồ Quán Thế Tự Tại, thế nên ta nói đó là Ba La Mật. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, cái việc trái với Ba La Mật có bao nhiêu thứ? Đức Phật nói: Này Quán Thế Tự Tại, việc trái với Ba La Mật có 6 thứ. Đó là đối với năm dục tư sinh tự tại, ta thọ vui thấy lợi ích công đức mà tự tại, tùy việc làm của thân biện ý mà tự tại. Đối với người khác, coi thường làm cho bực tức, tâm không có sự chịu đựng nhịn nhục, chỉ bắt vào các thứ vui tự thân, chỉ nhớ nghĩ chuyện thế gian, tu hành tán loạn. Đối với việc thấy nghe giác tri danh tự phân biệt ở thế gian, cho đó là công đức cao hơn cả. Này Quán Thế Tự Tại, đó là gọi là các cái việc trái với Ba La Mật. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại thưa Bạch Thế Tôn, những gì là quả báo của các Ba La Mật? Đức Phật nói: Này Quán Thế Tự Tại, quả báo của các Ba La Mật có 6 thứ nên biết. Những gì là 6? Đó là: 1. Đạt được nhiều của cải. 2. Hướng đến con đường lành. 3. Không có các oán địch. 4. Không hoại. 5. Nhiều vui thích. 6. Thường vì các chúng sinh, không hại tự thân, có sức oai rất lớn. Này Quán Thế Tự Tại, đó là 6 thứ quả báo của các Ba La Mật. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, những gì là pháp tập nhiễm của các Ba La Mật? Đức Phật nói: Này Quán Thế Tự Tại, các Ba La Mật có 4 thứ hành không như pháp, gọi là tạp nhiễm. Những gì là 4? Đó là: 1. Không hành tự tâm. 2. Không hành chánh niệm. 3. Không đoạn các ác hạnh. 4. Không hành trí tâm. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là suy nghĩ không chân chánh? Đức Phật nói: Này Quán Thế Tự Tại, đó là tu hành các Ba La Mật, lìa trừ hạnh Ba La Mật, đó là suy nghĩ không chân chánh. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại thưa bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát không có hành phương tiện tu hành? Đức Phật nói: Này Quán Thế Tự Tại, để Bồ Tát tu hành Ba La Mật, nó lấy chúng sinh, dạy cho họ ăn uống những vật cần thiết và sự vui thích, rồi cho là đầy đủ, mà không có khả năng khiến họ đi chỗ ác, đến ở trong chỗ lành. Đó gọi là Bồ Tát không có phương tiện tu hành. Vì sao Này Quán Thế Tự Tại chẳng phải đem cho đồ ăn, thức uống, các thú vui như vậy mà gọi là lợi ích? Này Quán Thế Tự Tại, ví như phân uế, dù nhiều dù ít, không ai có khả năng khiến chúng phát ra mùi thơm. Này Quán Thế Tự Tại, tất cả hành khổ hữu vi là như vậy. Rồi tánh các khổ của tất cả chúng sinh, đồ ăn thức uống, đời sống, sự nắm lấy chúng sinh không thể là vui. Này Quán Thế Tự Tại, tức là chúng sinh vào trong chỗ vui rốt ráo của pháp thường lành đệ nhất, thì đó mới gọi là nắm lấy và đem lợi ích cho chúng sinh. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, các Ba La Mật có bao nhiêu thứ thanh tịnh? Đức Phật nói: Này Quán Thế Tự Tại, ta không nói liền năm thứ thanh tịnh thì lại có thanh tịnh. Này Quán Thế Tự Tại, nhưng ta sẽ nương vào năm thứ thanh tịnh này nói rộng nói hẹp về các tướng Ba La Mật thanh tịnh. Này Quán Thế Tự Tại, thế nào là nói hẹp về các tướng Ba La Mật thanh tịnh? Này Quán Thế Tự Tại, tất cả Ba La Mật có 7 thứ thanh tịnh. Những gì là 7? Đó là: 1. Bồ Tát lìa ngã nó phát. 2. Là đối với người khác không cầu trí tuệ. 3. Thấy các pháp này không sinh dính mắc. 4. Biết tất cả pháp có khả năng giữ đại Bồ Đề. 5. Không sinh ý khác
không xin ý khác nghi khác, không khen chính mình, không cho ba người khác, không khinh khi, không kiêu mạn, không buông lung. 6. Được chút ít pháp lành, không cho là đã đầy đủ. 7. Được các pháp này rồi đối với người khác, lại không sinh tâm ganh ghét keo kiệt. Này Quán Thế Tự Tại, đây gọi là nói hiệp về các thứ thanh tịnh của các ba la mật nên biết như thế. Này Quán Thế Tự Tại, ta lại nói rộng về tướng các ba la mật thanh tịnh đưa vào bảy thứ ấy. Nói các ba la mật thanh tịnh, những gì là bảy? Này Quán Thế Tự Tại, ta nói bảy thứ thanh tịnh về vô thí ba la mật của các đại bồ tát tu hành như thật. Những gì là bảy đó là: một, nương phàm tâm bi mà bố thí thanh tịnh; hai, đương bố thí thanh tịnh tức là giới thanh tịnh; kiến, ba, kiến thanh tịnh; bốn, tâm thanh tịnh; năm, khẩu thanh tịnh; sáu, trí thanh tịnh; bảy, ý thanh tịnh. Nên biết đó là bảy thứ thanh tịnh của bố thí ba la mật. Này Quán Thế Tự Tại, như vậy giới ba la mật cũng có bảy thứ thanh tịnh. Những gì là bảy? Đó là: một, đại bồ tát đối với bồ tát phải thọ trì giới; hai, biết tất cả giới như thật; ba, có khả năng biết như thật liền tất cả các pháp lỗi; bốn, pháp ấy thường giữ giới kiên cố; năm, hết lòng với giới; sáu, luôn tùy thuận giới; bảy, đối với việc học phải giữ giới như thật. Này Quán Thế Tự Tại, nên biết đó là bảy pháp thanh tịnh của giới ba la mật. Này Quán Thế Tự Tại, như vậy nhận thức ba la mật cũng có bảy thứ thanh tịnh là: một, bồ tát thường tên nghiệp báo đối với tất cả các việc không có ích, tâm không sân hận; hai, nếu có người đến mắng chửi hoặc hành hung hoặc đánh đập, tất cả việc ác ấy ập đến thân mình nhưng mình không sinh tâm báo oán; ba, không ôm ấp hận thù; bốn, nếu người ấy hối hận để xin lỗi, mình cũng ghi nhận việc đó không để cho họ buồn; năm, không mong cầu việc của người khác cầu; sáu, không vì sợ hãi, không vì ăn uống mà thực hành nhẫn nhục; bảy, thở ơn người khác, không quên sự báo đáp. Này Quán Thế Tự Tại, nên biết đó là bảy thứ thanh tịnh của nhẫn nhục ba la mật. Này Quán Thế Tự Tại, tôi đấng ba la mật cũng có bảy thứ thanh tịnh là: một, bồ tát biết như thật, tinh tấn bình đẳng; hai, không vì tinh tấn mà đề cao chính mình, coi thường người khác; ba, thân thể vững vàng như ngọn núi không lay động; bốn, luôn luôn siêng năng tinh tấn; năm, đối với các pháp lành và tâm tinh tấn không dừng nghỉ; sáu, tâm không khiếp nhược; bảy, vững vàng việc tu hành. Này Quán Thế Tự Tại, đó phải là bảy thứ thanh tịnh của tinh tấn ba la mật. Này Quán Thế Tự Tại, tiền ba la mật cũng có bảy thứ thanh tịnh, đó là: một, bồ tát khéo quyết định; hai, biết các tướng tam muội thiền ba la mật; ba, đầy đủ tam muội thiền ba la mật; bốn, biết như thật hai phần tam muội thiền ba la mật, biết tùy thuận pháp thiện ba la mật như thật; năm, không đưa vào tam muội thiền ba la mật; sáu, khéo rèn luyện các nghiệp đã làm lành tam muội thiền ba la mật; bảy, bồ tát quán tàng vô lượng tam muội thiền ba la mật. Này Quán Thế Tự Tại, đó gọi là bảy thứ thanh tịnh của thiền ba la mật. Này Quán Thế Tự Tại, trí tuệ ba la mật cũng có bảy thứ thanh tịnh, đó là: một, liền sợ chế bai không có trong đà bát nhã; hai, đưa vào lực trí tuệ có khả năng biết như thật nghĩa ba giải thoát là không vô tướng vô nguyện; ba, có khả năng biết như thật ba thứ phân biệt tha lực đệ nhất nhị thế; bốn, có khả năng biết như thật tự thể của ba loại danh tướng sinh tướng và đệ nhất nghĩa tướng; năm, có khả năng biết như thật năm minh và chân lý thế gian; có khả năng biết như thật đệ nhất nghĩa đế; sáu, đối với bảy thứ chân như không phân biệt không hí luận; bảy, nỗ lực tu hành nhất vị quán pháp vô lượng xa biệt samatha thì bà xá na tùy theo sự ghi nhận mà tu hành thành tựu như thật. Này Quán Thế Tự Tại, đó gọi là bảy thứ thanh tịnh của trí tuệ ba la mật. Bồ tát Quán Thế Tự Tại bạch đức Phật, bạch Thế Tôn, năm thứ quán này trong 11 loại quán có bao nhiêu nghiệp? Đức Phật nói: Này Quán Thế Tự Tại, nên biết năm thứ quán này đều có năm nghiệp, đó là: một, bồ tát không bàn quả báo trước mắt, luôn hết lòng thực hành các ba la mật không hề buông lung; hai, không mong cầu vào sự báo ân, nắm giữ đời vị lai không có buông thả, không có các lỗi lầm mà có khả năng tạo đầy đủ các việc lành, khéo thanh tịnh, khéo bạch tịnh tu các ba la mật; ba, nương vào phương tiện khéo léo không phân biệt mau chóng được viên mãn các ba la mật; bốn, nương vào sức hồi hướng của tất cả chúng sinh để được quả báo lành;
5. Đương hoàn sự tu hành như thật các ba la mật, không bao giờ cùng tận cho đến khi đạt vô thượng cho đại chánh giác. Này Quán Thế Tự Tại, nên biết đó là các ba la mật nghiệp sai khác của Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, các ba la mật này, cái nào là tối thắng? Đức Phật nói: Này Quán Thế Tự Tại, không tham lam, gian lận trong đời sống, không dính mắc vào quả báo hồi hướng đạo Bồ Đề. Này Quán Thế Tự Tại, nên biết đó gọi là cao tột hơn hết. Quán Thế Tự Tại thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp không nhiễm? Đức Phật nói: Này Quán Thế Tự Tại, không có các lỗi, không có phân biệt, nên biết đó gọi là pháp không nhiễm. Quán Thế Tự Tại thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào là minh diệu? Đức Phật nói: Nên biết đó là duyên diệt của các pháp. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát bất động địa? Đức Phật nói: Này Quán Thế Tự Tại, Bồ Tát nhập vào địa hoan hỷ thứ nhất, có đầy đủ lực lớn đối với các pháp không thoái chuyển, nên biết đó gọi là Bồ Tát bất động địa. Quán Thế Tự Tại thưa: Bạch Thế Tôn, những pháp nào là pháp thanh tịnh của Bồ Tát? Đức Phật nói: Này Quán Thế Tự Tại, nên biết đó là đầy đủ thập địa cho đến đầy đủ Phật địa. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, có gì khác ba la mật của Bồ Tát không tận, yêu thích quả báo cũng không tận? Đức Phật nói: Nên biết đó là nhân sinh và diệu quả đắp đổ cho nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Thâm Mật Giải Thoát quyển 4. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên 4 ân nặng, dưới cốt vào ba đường. Nếu có ai thấy nghe được Phật Tâm Bồ Đề, có lúc đó thân này xin được có cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thích Chân Đẳng Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.